Hướng dẫn cách đánh 3 sao thử thách, hãy sẵn sàng cho thử thách cực kỳ đơn giản. Tất cả sẽ có mặt trong video ngày hôm nay. Let's go! Xin mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Khi các bạn chơi thử thách, hãy sẵn sàng cho thử thách. Chúng ta sẽ được thấy về trang phục cung thủ thần rừng, Manji chằn tinh, quản giáo người lùn, nữ tướng hiệp sĩ. Tất cả những bộ trang phục này sẽ có mặt trong tháng 9. Và phần thưởng của vé vàng mùa này đó chính là xúc sắc định mệnh. Chúng ta sẽ không có trang phục free. Lý do Supercell đưa ra ở đây đó chính là họ muốn có một sự thay đổi và có nhiều người chơi có thể sở hữu được cái đồ trang trí này. Và đồ trang trí này nó sẽ là 3x3 ô. Vậy nên xếp nào mà múc vé vàng, gói gem hay là những gói ưu đãi ở trong cửa hàng mà các sếp bị lỗi quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì liên hệ ngay fanpage Akari Gaming của mình với hơn 150.000 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗi quốc gia. Còn sếp nào mà tự nạp được rồi thì anh em nhớ bấm vào chữ C trong cửa hàng, anh em nhập mạng Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Cảm ơn anh em rất nhiều về điều này nhá. Còn bây giờ thì đánh 3 sao thử thách thôi nào. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng theo tớ thả 1 Golem, 2 Balloon, Baby Tiểu Long, Minion giải đều các bạn nhá. 1 Minion chỗ tượng 6 giờ phá bom đỏ. Rồi 2 Giant đi trước, Queen ở phía sau. Tiếp tục thêm Balloon, Lava. Và rải đều minion đều tay cho các tớ, rải đều ở phía dưới 6-7 giờ các bạn. Rồi phía trên này cho minion tiếp tục phá bom phá xoáy ở trên đây. Rồi ok, đây chuẩn bị tiếp tục nha. Khi mà em Queen nó ăn vào cái trụ A chờ phía trong á thì các bạn hãy chuẩn bị bật kỹ năng cho tớ. Đó, nó hướng vào nó ăn được cả Queen ở phía trên. Chúng ta tiếp tục thêm một bình cuồng nộ ở đây các bạn này. Rồi và rải đều minion nữa cho nó phá. Ok nhá. Ở phía trên góc trụ Vizard chúng ta thêm bình cuồng nộ và đầu tư siêu công thành bình phá tường, đầu tư kinh vô và bật kỹ năng cho thanh niên kinh. Ở trong này chúng ta đầu tư tiếp một pha đóng băng. Rồi bây giờ thì minion rải đều thôi các bạn, thắng rồi, đến đây là thắng hết rồi đó. Minion rải đều và các bạn có thể thả băng, thả cuồng nộ vào những chỗ mà các bạn cảm thấy cần thiết. Còn như tớ ở đây thì 3 sao êm xịt rồi. Ê, thích thì thả mà không thích thì thôi. Anh em hãy để ý mà xem. Cái quan trọng là phía trên này tớ bắn được em Queen xong rồi. Wow, cái bí ẩn này không biết là cái gì mà hiệu ứng đẹp nhỉ. Và những bộ trang phục này thì nó xuất hiện sớm ở trong cửa hàng thôi. Và chúc anh em thành công. Tớ chấp được có 5 spell thôi. Các bạn đánh như thế nào comment ngay ở dưới. Và đừng quên nhập mã Akari ủng hộ mình nhé. Đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất nhanh nhất. Bye bye.